Nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời như thiêu đốt. Giữa cái nắng như vậy, dọc tuyến đường Đại lộ Thăng Long, cửa ngõ huyết mạch của thủ đô, từ lâu đã xuất hiện nhiều điểm bán xăng dầu tự phát. Tại một điểm bán xăng, xăng được đựng trong can nhựa, ném ngay trên vỉa hè, phơi ngoài trời cả ngày dưới cái nắng như đổ lửa. Thấy khách mua, người bán vội vàng dốc can xăng vào bình xe máy thật nhanh để tránh cái nắng. Bao tiền lít anh? 30. Ngoài cây nó 24.000 rồi em ạ. Đắt thế em ra ngoài cây nó 24.000. Hai cây là 24.000, cứ thế mà ấy thôi chứ. Tiền thì mua đâu trả được. Thì... Chúng tôi quan sát, cái phễu dùng đổ xăng được cắt tạm bợ từ vỏ chai nước. Chính vì đổ xăng vội vàng, dụng cụ lại thô sơ nên xăng bắn cả ra ngoài. Nguy hiểm hơn, ngay chỗ đặt can xăng là bình ga, nhiều người đến uống nước cứ thản nhiên bật lửa châm thuốc, phi phèo điếu thuốc trên tay, tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Người bán xăng cho biết mỗi ngày có thể bán được 30 lít xăng. Ngày chỉ bán nhiều nhất là được mấy chục lít. Cũng tại quận Nam Từ Liêm, đường Cầu Cốc, nơi tập trung đông dân cư và luôn có mật độ phương tiện cao, người đàn ông này thản nhiên kéo rong trụ bơm xăng đi dọc đường. Vừa bán xăng, chốc chốc lại dừng lại hút thuốc. Bật lửa, tàn thuốc nhả ra, theo gió cuốn khắp nơi. Hễ có người mua, vẫn để trụ bơm dưới lòng đường, trong khi xe máy ô tô lao ầm ầm trên đường. Nhìn thấy cảnh này, nhiều người có ý kiến, bán xăng thế là mất an toàn. Người đàn ông liền tỏ thái độ gắt gỏng, cháy làm sao được. Mà để về có sợ cháy không? Sao mà cháy? Cháy gì? Kiểu nó ấy ra nó cháy sao? Không. Qua tìm hiểu của phóng viên, hiện trên nhiều quận huyện của thành phố Hà Nội đang tồn tại các điểm bán xăng tự phát hoạt động suốt ngày đêm. Đặc điểm chung của những điểm bán xăng là nằm trong khu vực đông dân cư, tuyến đường có nhiều phương tiện đi lại. Trong khi dụng cụ đựng xăng dầu thô sơ, điều kiện phòng cháy tối thiểu như bình cứu hỏa cũng chẳng có. Theo luật sư, việc bán xăng dầu tự phát làm tăng nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chất lượng xăng dầu tại những điểm tự phát cũng không được đảm bảo, dễ gây mất an toàn cho phương tiện khi đang tham gia giao thông. Và dưới góc độ pháp lý thì việc mở những cái điểm xăng dầu tự phát như thế thì là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo cái nghị định số 99 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí. Và cái mức hình phạt đối với việc mở những bán lẻ xăng dầu mà không đủ điều kiện theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Và ngoài ra thì cái cá nhân vi phạm còn phải buộc nộp lại cái số lợi bất hợp pháp do cái hành vi vi phạm đấy cho ngân sách nhà nước. Thời gian qua đã xảy ra một số vụ cháy nổ liên quan tới xăng dầu. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự chủ quan của người dân trong mua bán và sử dụng xăng dầu. Việc tồn tại những điểm bán xăng dầu tự phát ngay trên vỉa hè, lòng đường đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến tài sản và tính mạng của nhiều người.